Xin chào quý vị khán giả, rất vui khi gặp lại quý vị khán giả trong chương trình hôm nay. Giọng ai, giọng ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai gương mặt quen thuộc, hai chủ nhà Trường Giang và Trân Thành. Hôm nay da hình như hơi lạc lõng với cái tông màu của anh em mình ha. Đâu có, thôi đi về đi, thì màu đỏ không liên quan gì cho concept ta chân vậy. Này là trắng trẻo tinh khiết đúng không? Dạ vậy đi. Này đỏ vô cho nó hình hên. Hên. Hên đâu? Hên. Hên. Đây bao vui nha. Đây hên nha. Bao vui luôn. Khách mời duyên dáng không? Khách mời duyên dáng. Đẹp không? Đẹp. Đẹp nha anh. Mà còn khùng nữa. Ok nha. Thôi thì bây giờ cứ về trước đi cái đã, rảnh giới thiệu khách mời cho em biết nha. Phải đẹp mới về đội em đó. Dĩ nhiên đến với dòng ái dòng ai thì sẽ mời những khách mời duyên dáng xanh đẹp, hãy cùng gặp gỡ với Tuấn Trần. Đúng ý anh Hồ Thành, bước ra cái đẹp liền đúng không? Bữa nay nó như con mực vậy ha. Lần đầu tiên đến với chương trình thấy sao? Vui. Vui. Ủa sao rượu ép vậy cưng? Nếu thấy thật sự không thoải mái thì có thể đi về. Dạ không, tại hôm nay được lên TV, vui. Ồ. Má nó mừng lắm anh. Vậy hả? Má nó nhà nói là dặn dò là mai mốt là con ráng lên vòng ngoài vòng mai. Tại má mê chương trình đó. Má mê chương trình này hả? Ủa anh, mà máy nào bắt cần em vậy? Máy nào hả? Ở đây 8 ngàn cái máy, máy nào cũng dính em hết trơn. Trời ơi, cái máy quay phim để đâu anh? Cái máy quay phim ở trong kẹt cái dưới kia kìa, đó thấy không? Má thấy ơi không? Nói với má đi. Con lên TV rồi nè má ơi. Trời ơi. Má ơi, đừng cho nó về đợi con nha má. Thì công nhận nó càng ngày nó càng ngon lành chứ. Đây là đẹp đàng hoàng. Đẹp đàng hoàng. Thời đàng tới cản nổi anh. Còn có đứa sáu mà mất nết nữa. Không, đừng nói vậy, tội nghiệp nhỏ. Ủa vậy? Nhỏ đẹp luôn nha. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cái nhân vật mà Đại Nghĩa giới thiệu từ nãy tới giờ. Đó chính là Lê Lô. Đẹp đúng không? Dạ, lời đầu tiên cho con xin được chào chú Nghĩa, chào anh Thành, chào anh Giang và chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại giọng ải giọng ai. Tới giờ này em đẹp quá vậy, em có tình yêu hả? Yêu đó Thành. Em yêu ai vậy? Ủa sao cười vậy? Sao em cười kỳ vậy? Họ Nguyễn, chỉ tiết lộ vậy thôi. Họ Nguyễn. Họ Nguyễn hả? Mà làm công việc gì Giang? Về âm nhạc. Wow. Không có, mọi người nói vậy là sai rồi. Có cần nói rõ tên nữa không? Bây giờ Tuấn Trần nè, bữa nay của ta sao càng ngày càng đẹp, cũng đang yêu phải không? Dạ không à, em đang độc thân à. Qua chương trình này thì em cũng muốn gửi profile là em tên là Tuấn Trần, em cao 1m85 và cân nặng 76kg. Công nhận nha, bé nó dối không chớp mắt luôn rồi đó. Dễ sợ. Nó dối không chớp mắt luôn. Nó thả thính luôn, trời ơi. Tranh thủ thả thính luôn. Nó gửi profile luôn. Đây, bây giờ nè, bữa nay tới đây em muốn về nhà nào? Để làm trước hả? Anh Tuấn Trần. Con anh Tuấn Trần nhường con kìa. Con coi chương trình này nhiều lắm rồi. Dạ con biết cái ghế đó là ghế của cô. Của cô hay độ cái ghế dạ, đó lắm. Dạ cô hay độ nên là cho không dám vô. Thôi. Trời ơi, con với cô hợp lắm luôn. Thiệt. Không, con không thấy cô độ ai hết trơn á. Sợ lắm, sợ. Thì bây giờ con vô đó, con ngồi ghế đi, con trấn lại. Được không? Dạ thôi con sợ, tại vì con không có duyên lắm chú à. Vô sợ cô dính cái là mất duyên luôn á. Vậy con muốn qua bên đây phải không? Dạ. Vậy thì bây giờ mời con về với Trường Giang nha. Tuấn Trần về với Trấn Thành, ok? Ủa vậy là em về với cô hả? Em về với cô sẽ độ em. Cô độ em nha Mực. Về đây Mực. Dạ, em chào cô. Trời ơi, gì vậy? Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với hai ca sĩ khách mời của ngày hôm nay. Hãy cùng chào đón ST và Hoàng Yến. Đội được đó. Dạ em xin chào anh Trấn Thành và anh Trường Giang ạ. Chào với anh Đại Nghĩa và tất cả các khán giả đang xem chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Giao này đẹp ra luôn nè. Giao này đẹp ra luôn nè, có tình yêu phải không? Em ai? Em có yêu. Em yêu ai? Tình yêu của em đó chính là âm nhạc. Trời ơi, cái câu này còn xưa hơn. Lời tiên em xin chào hai anh cũng như là chào tất cả chào anh Đại Nghĩa cũng như là chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Giọng Ải Giọng Ai.
Em thì em thấy là nếu mà Lê Lộc đã ở bên này rồi thì em cũng mong muốn là em về sẽ ngồi. Vâng, đúng rồi. Em sẽ về với Lê Lộc. Ủa? Để sao vậy? Sao gọi là tình chị em thì có chắc bền lâu đấy. Thôi không bền đâu. Ủa sao nghe nó hai đứa thân nhau lắm mà. Nguyễn Lộc ác cái giờ. Tại vì sao? Em nên đi về không? Tại vì sao? Vì Lê Lộc cũng muốn cái gọi là ngồi với ST đó. Đã thế thì không cho thời nguyện. Đúng vậy. ST về đây. Khoan Lộc, tức là ST em vẫn còn hoạt động âm nhạc không em? Dạ còn. Em muốn có những bài hit không? À, nghe nói là có một cái tình cảm gì đó với một cái nhạc sĩ nào đó. Cho nên nếu em muốn có bài hit thì nên né Lê Lộc ra nha. Anh cái đó ơi, là hàng để trưng, hàng để cúng nha. Anh ơi, hãy nhìn đi Tuấn, đứng dậy. Ba đứa bận bộ đồ gì đứng với một team thì em nghĩ thế nào về đồ? Đúng rồi. Em mới rối rồi, cái gì lần đầu tiên em có một giá trị như vậy. Không thích ăn với ông, không thích ăn thì thôi. Anh hay chùi giật em lắm. Anh chùi giật em, anh làm gì em? Chùi giật. Không có đâu, những cái lời vừa rồi như hoa như ngọc dành cho em đi Dusty. Ây da, trời ơi thằng. Phim trường tao chết cho mày vừa lắm, tao chết cho mày vừa lắm, tao chết cho mày vừa lắm. Đường xin mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Mà ở đây bao nhiêu cái camera người ta thấy rõ mồn một mà em nỡ lần này em làm như đúng rồi với ST. Đâu có đâu những cái lời vừa rồi như hoa như ngọc dành cho em với ST. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, bỏ ra thằng. Trời ơi. Ôi, chị, tự tát cái mặt nó mà nó kêu quang à. Đâu hồi nãy anh Thành nó kêu em tát cái mặt em. Rõ ràng. Rồi, hai đội hình đã ổn định. Vậy thì chúng ta sẽ gặp gỡ với những người chơi của ngày hôm nay. Hãy cùng đến với vòng đầu tiên, vòng hóa thân. Xin mời những người chơi của ngày hôm nay. Chào các bạn. Chơi của chúng ta không cách rất đường phố. Các bạn đầu tiên, bạn số 1, nhìn cô ấy rất là trẻ trung, bộ đồ thời trang, nhưng công việc lại là một cái công việc nó hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta đang nhìn thấy ở cô ấy. Cô ấy làm công việc cho gà ăn. Hát được đấy. Nhưng mà em thấy các bạn này không phải là cái người chăn gà đâu. Tại sao em nghĩ vậy? Tại vì cho gà ăn rồi bạn cầm có một hộp á. Người ta cố tình người ta làm dễ lừa lắm anh ạ. Ủa? Nhớ ban biên tập bảo là em phải làm như thế để em cho có thấy khác. Là nó có một cái hàng rào che mấy con gà lại không? Tại mấy con gà nó hận cái bạn này lâu lắm rồi, sợ là bay lên mổ bạn này đó. Tại vì cho người ta ăn có một hộp mà kiểu là nghĩ làm sao mỗi bữa ăn có một hộp duy nhất cả, thì mấy con gà nó căm phẫn trong lòng. Thì nó kể chuyện mụ ngôn cho các cháu chứ gì nghe vậy đó trời. Em bị dính virus gì vậy? Đây là cái mấy cái con gà đó nó nhập vô em, nó truyền tải cái thông điệp. Không có kể chuyện mụ ngôn nữa kìa. Em rồi, tập sự bệnh rồi. Tập trung. Bỏ qua những cái chuyện mà viễn vông đó. Cô về ghế này mà cô về ghế này anh ơi. Bữa nay muốn đổi rồi. Em hết đổ mồ hôi rồi anh, ST đổ mồ hôi rồi kìa. Mà quan trọng là có hát hay không? Hay. Sao hay?
Tại vì cái mặt này là mặt lanh. Em cũng công nhận lanh luôn á. Mà lanh nặng luôn á anh. Lanh hả? Là cái mặt lạnh tanh. Lạnh hát cũng hay. Em Tuấn, bớt làm duyên là Tuấn. Tuấn bớt làm duyên là em. Sao ngồi thế gì kỳ vậy? Mình tham gia chương trình á, mình tập vô câu chuyện cái mình đừng có câu chuyện. Ai chụp hình anh vậy? Ai chụp hình anh ạ? Sao tự nhiên cái dáng y như chụp hình vậy? Tại vì lâu anh mới được lên TV á. Sao Tuấn, nhận xét anh nghe coi. Dạ lanh. Lanh, lanh thì sao? Nãy anh nói lanh sao anh? Lanh hát hay. Dạ, lanh hát hay. Rồi, còn Giang. Em thì có niềm tin ở cô này hát hay. Tiếp theo, mọi người ơi, nhìn cái anh bạn số 2. Công việc của bạn này là gì? Trồng rau. Dạ. Cô nói hả? Dạ không. Tại vì á, bạn này hồi nãy có đứng tướng vậy nè. Kiểu là em có cảm giác là như bạn này không thở. Là thở một cái hơi rất hay. Là dài á. Cho nên là nghĩ là bạn này hát hay đó. Ý, thế sao? Em hơi phân vân tại thấy bạn ý trông cũng trồng rau cũng chuyên nghiệp. Nhưng mà em để ý một tí là mấy cái đoạn mà trồng rau cảnh quay tay ấy anh. Là chỉ quay mỗi tay thôi, không quay mặt bạn ý. Thế nên đâm ra là em nghĩ chắc là cũng có khi bàn tay của người khác không? Đúng rồi ạ. Có thế thân bàn tay nữa. Chương trình hay lừa em lắm. Đấy nên là đâm ra em nghĩ là bạn này chắc là hát được. Còn Lê Lộc? Con nghĩ là anh này hát dở nha. Giống để... con. Dạ. Không. Dở hơn. Dở hơn con luôn. Dạ. Cha giờ đậm đà lắm á. Em theo như em đoán thì em nghĩ anh này là một cái dancer. Em chỉ thấy cái bạn này hơi bị mâu thuẫn và vô lý thôi. Trời là chỗ sao? Nào? Là tại vì hồi nãy bạn cái lúc mà cái người ta đang yên đang lành nguyên cái giường rau người ta là đang đứng với hả đại gia đình người ta đứng kế bên cái giường rau đó, tại vì bứng người ta lên cái chồng qua một cái giường khác. Em tưởng bứng lên là sẽ đi nấu ăn hay làm cái gì đó mà bạn bứng cái đó lên sao mà bạn đâu có gì đâu em, chẳng qua ta muốn giải tỏa cái giường rau cũ qua giường rau mới thôi. Đúng rồi. Vậy hả? Nãy giờ em có nghe mọi người nói giùm Tuấn Trận. Dạ có. Có hả? Em nghe mọi người kể chứ. Dạ thôi bây giờ em nói đi, ý kiến của em sao? Hồi nãy em nói rồi mà. Nói đầu rồi nghĩa. Bây giờ anh nói lại được không? Đó. Anh đó. Anh nói rồi á. Em kêu bạn này. Ủa nãy em nói gì ta? Hay không giờ. Nó nói gì nó còn nhớ nó kìa. Nó nói nó bạn này hát hay. Chơi hát hay. Chỉ nói một nín thở gì đó. Anh không có tập trung gì hết. Nãy là em nói là bạn này đứng ra vậy nè. Thở là nhà hơi dài hát hay. Đúng là anh không tập trung gì hết á. Bạn nói như vậy. Đúng như vậy. Đúng rõ ràng. Em nói rõ ràng là em mà. Thành, em nói đi bạn này thế nào? Hơi muốn nói. Mất hứng rồi hả? Em ghét hai đứa này quá. Nói đi, thôi, nói đi nè. Dạ thưa anh. Xét về phương diện nhân dáng học, bạn này có một loại gương mặt sẽ mang đến những niềm vui khi bạn hát. Xét về dáng đứng và phong cách tự tin, bạn cũng sẽ mang đến niềm vui khi bạn hát. Và xét đến cái độ tập trung thì thằng em của em nó là vuốt tóc và ngồi một mình. Anh nghe anh nói mà anh kiểu thì đại khái là bạn này tất cả mọi yếu tố đều là hát không hay. Ok rồi, cho qua. Tiếp theo anh bạn số 3. Ông này nghề nghiệp của ông là nuôi dê. Thank you.
đừng lầm nha. Sao? Giang thấy sao em? Anh nghĩ sao? Em nghĩ bài này hát không hay đó. Tất cả đều nói lên là không hay. Nếu đơn giản vậy thì chơi cái gì nữa? Thấy Lộc có vẻ gật gù. Ý kiến con sao nè? Ngay từ những giây phút đầu là con đoán là anh này hát hay rồi. Sao vậy? Con ngược lại với Trường Giang à? Ờ, tại vì theo cái cảm tính của con á, cái thần thái, cái màu tóc rồi cái bóng khuyên tai của anh, nhìn đúng. Anh rất là nhìn anh rất là có vẻ là nghệ sĩ á chú. Với lại là cái cách mà anh hát nãy á, anh cố tình cho mọi người thấy là anh hát dở. Nhưng mà thật ra là anh hát hay. Vậy là một cái sự nguy tạo mơ mịt gì ở đây. Dạ. Sao mà làm nông được anh? Bạn này không làm nông, bạn này là làm neo. Bạn này thì cảm giác hay nhiều hơn không hay. Đúng. Sao kỳ vậy? Sao em? Sao ST? Em cảm giác không hay một tí nào. Tại sao? Chỗ nào? Em không biết nữa, em chỉ cảm thấy không hay thôi. Tại kiểu em bạn ơi, có bạn thể là bởi vì cái gương mặt và cái dáng dấp của bạn ấy nhìn có vẻ nó hơi phớt đời, nó hơi bụi bạn bụi. Nhét một cái vô đúng là cái style này rất là bụi. Là bụi bặm hay là nó rất là hợp thời. Nhưng mà kiểu bạn không có nhét một cách tinh tế. Bạn nhét nó cũng chưa có tinh tế, có nghĩa là bạn không có làm chủ được tất cả mọi thứ của bạn. Cho nên là ST nghĩ rằng là cái bạn này, bạn cũng sẽ không làm chủ được cái giọng hát của bạn luôn. Nên mà em suy nghĩ bạn này hát không hay. Có thể bạn ấy không phải là những người hát dòng nhạc trữ tình hay ballad nhẹ nhàng. Đúng rồi. Để feel cái giọng của mình, bạn ấy có thể hát những cái dòng nhạc khác, nó cá tính hơn, nó mạnh mẽ hơn. Và thậm chí bạn này cũng có thể sáng tác luôn. Bạn kiểu là thích gì hát đó. Kiểu như là cái áo bỏ thì cũng thích bỏ sao bỏ luôn á. Rồi, cảm ơn em. Tiếp theo, bạn số 4. Cái ông số 3 ông nuôi dê phải không? Thì qua ông số 4 ông nuôi heo. Alo, ủa, ông bị bệnh hả? Dạ, 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 tôi tới đây. Alo, cái gì? Em số 2, em số 2. Ok, tôi qua liền. Em số 3, em số 2, qua thăm số 4. Sao vậy? Buồn quá. Ừ, sao buồn? Bỏ tao đi rồi. Trời ơi, tôi chuyện gì, tôi đang trồng rau, tôi lật lịch. Làm đang cho dê ăn, cái nghe bị bệnh thì bệnh, chạy vô đây à. Con có sao vậy? Thôi hỏi chết người. Tao với người đó, chuyện gì vậy? Thôi, chạy, chạy. Thôi, đi. Gì đâu. Bạn này là, cho em nhớ cái bạn mùa 1 cũng là một cái trạng thái như thế này, cũng kiểu hả đơ đơ, kiểu nhép nhép miệng nhỏ, xong rồi gương mặt cũng sáng sủa và hát rất dở. Bạn này đúng y như ST nói luôn, là nó nằm ở cái em mà đẹp động trời mà hát động lòng luôn đó. Nhưng mà quan trọng là gì, bạn này không có khả năng diễn xuất giỏi, không tập trung tốt luôn. Em ơi, nếu như một người mà đã không có khả năng diễn rồi bây giờ nghĩ rằng là hát không hay nữa thì liệu chương trình có cho vô không? Tại vì sao? Ít ra phải có một tại không hai chứ. Tại vì trong cái nhúm của bạn này là có ông số 3. Hồi nãy thấy ông số 3 là đã ngờ ngợ rồi. Sau khi coi clip đó thấy đằng sau nó đeo cái bông tai. Bông tai to. Đừng anh, bông tai nó không có liên quan, em cũng đeo cái bông tai như vậy. Anh đừng có liên quan, đừng có không, tại vì thường những người bông tai to sẽ là những người hát hay như anh hát hay đó. Người ta là có chất, người ta mới đeo bông tai. Đúng rồi. Không, em không có chất, em không có đeo. Em đeo tới ba đúng không? Cái gì? Đeo ba lỗ. Chạy tôi bay chứ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có tôi mấy lỗ, mấy lỗ à? Như vậy. Để Thành nói tiếp nè. Một hậu game riêng à? À. Cái gì anh đang thấy đó là hả? Cái đeo bông tai á, số 3 đeo bông tai nó có chất đầu thì nó chơi chung nhúm với nhau. Thì cái đứa này ca hay thì đứa kia nó phải ca dở. Anh hiểu không? Tại ba đứa ca hay, đứa Ngân nó không bao giờ xếp để quay chung một suột. Đúng không? Không. Không. Đâu có lý do gì đâu. Sao vậy? Anh sao? Hôm nay ai cũng phản anh luôn á. Anh. Đúng rồi, cái cậu số 4 này là cái khả năng hát không hay là nhiều. Là nhiều lắm luôn. Em thì em thấy là hát không hay ạ. Hát không hay tại sao vậy em? Thì đây cũng giống như mọi người suy nghĩ đấy. Là tại vì em thấy bạn ấy diễn cũng không được tự tin cho lắm. Theo như con thấy thì con thấy bạn này hát không hay. Tại vì nhìn ngồi từ đây nhìn cái ánh nhìn của bạn á, cảm thấy là hơi bị rụt rè. Tại vì cái góc mà người ta đang hướng về hướng đó. Anh có quyền nhìn thẳng mà. Không phải đứng về được quẹo quen thì mỏi quá. Được chú, được. Tại vì anh cố tình, anh không muốn cho mọi người nhìn cái góc mặt của anh. Ban tổ chức sắp xếp sao là họ sẽ làm y như vậy về kịch bản. Nhưng mà đứng nhìn mỏi cổ anh. Đó là chuyện của anh, đâu phải chuyện của nhạc sĩ đâu mà con lo. Ok, để đó. Tiếp. Đây, bàn số 5, gương mặt rất là kiêu hãnh. Không biết kiêu hãnh về cái gì thì không biết. Nhưng mà bây giờ mình hãy xem coi công việc của cô ta là như thế nào nha.
Theo em, bé dọn dẹp phòng yoga này hát hay không? Buka. Buka hả? Noka cỡ Buka. Noka cỡ Buka. Dạ. Hát hay đó. Tại sao? Em phải cho mọi người cái lý do chứ. Tại vì bạn này là một người dân thể thao thì em nghĩ là hơi dài sáng hay. Em cũng chân thể thao nè. Cũng chân thể thao á? Em thể thao luôn. Lộc nó yoga được, nó tập dữ lắm. Hồi xưa nhưng mà hồi xưa là em đâu có tập thể dục thể thao. Nhưng mà từ khi có bồ em mới tập. Lộc nó tập rất giỏi, rất xuyên body nữa kìa. Em tập 10 năm rồi anh nói. Chỉ không tập được cái mặt nó gọn lại thôi. Mới tập 10 tháng tối 10 năm. Không có 10 năm thiệt. Trời chú giỡn hoài, chú chẳng lẽ giờ đây con làm một kiểu cho chú coi chứ thiệt sự. Chưa có yoga đâu mà con tập. Con tập yoga đâu rồi 15 năm. Con tập từ lúc năm con 15 tuổi. Nay con 25 rồi. Có, mới tập yoga gần đây mà. Không thiệt. Không, đúng rồi, rất là xiên. Không, tập yoga mới đây à. Chú đừng có cãi con hiểu không mà. Bà này hát vui lắm. Vui hả? Vui lắm. Hát hay đó. ST thấy sao? Em thấy hay mà. Hay. Vì sao em thấy hay? Hay. Không, hay. Phải ở đây đúng. Ở đây mới là sáng mắt ra nè. Hay. Giống như là tôi thật thánh thần vậy đó. Nè, bạn nhìn thấy cái thái độ của bạn chưa? Nhìn bạn đi nè. Rất thái độ luôn. Hát dở hả? Nè, để chị hát cho coi. Đó. Tiếp nào, cô gái số 6. Cô ấy nhìn rất là cá tính nha. Công việc của cô ấy là phục vụ nhà hàng. Bài này hát hay chắc luôn. Thằng nào em lại nghĩ cô này hát hay. Hát hay. Đừng để bà Ngân mà đánh lừa chúng ta. Đúng. Cô này không chừng là và anh đã thấy mặt trời sao thực trên cao nguyên. Ủa mà cái bài đó có cha 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 không nữa. Không, em đang đệm melody. Không biết vì thế nào nhưng mà từ lúc chưa có clip là em đã đoán cô này hát không hay. Không hay. Do cái nhìn ban đầu. Nhưng mà sau khi clip chiếu xong thì khẳng định luôn là không hay. Và lát nữa dù có biểu diễn xong vẫn nghĩ là không hay. Con nghĩ hát hay. Cô Hoàng Yến. Vâng, em cũng nghĩ là hát hay giống như Lê Lộc. Lý do vì sao là bởi vì là chị có một thân hình hơi ngũ mĩ một chút thì cái hơi thở sẽ rất là tốt. Lúc này em nghe chỉ có đúng một giây thôi là hát được hai nốt liền. Hả? Đúng rồi, gần như là thế. Nên là vậy em nghĩ là chắc là chị sẽ hát hay ạ. Hát hay, rồi. Tiếp theo nha. Bạn số 7. Mời mọi người xem clip giới thiệu về cô ta. Chà. Lẩu ơi, lẩu ơi. Chà. Trời ơi, thần thái quá kìa. Gió Trinh Thành ơi. Chắc luôn á. Đã làm cái gì vậy? Rửa xe. Đánh bóng á. Cái clip này nó thú vị như vậy mà nghe làm cái gì? Phải coi có cái giọng nó làm sao. Em thấy là cái cách lấy hơi ấy rất là chuyên nghiệp. Đúng rồi. Nên đâm ra là chắc là hát hay. Anh nghĩ cô này hát không hay. Sao vậy Giang? Hát vui thôi. Tuấn Trần nó đã tia bạn này. Hồi nãy bé nó nói với em là cái bạn này dĩ nhiên mình tế nhị một tí, bạn này có một thân phận khác biệt với mọi người. À, em hy vọng mà có niềm tin nhiều hơn là bạn này hát hay. ST, ý em thế nào? Em bất ngờ luôn á. Em bất ngờ là lần này em cùng ý kiến với anh Thành. Đừng có sao. Thiệt luôn á, em ngạc nhiên luôn á. Chưa bao giờ em cảm thấy em ngạc nhiên như vậy. Ây, nãy giờ. Trời ơi. Sao mà dễ sợ thiệt luôn á. Dễ quá luôn. ST. Cô ta là 3 giây sao đúng không? Mọi người thấy không mọi người? Quên rõ ràng luôn á. Quên rõ ràng đúng không? Bây giờ mới quên mày thiệt nè. Bỏ đi anh. Anh nhảy sập sàn ta bây giờ. Vậy thì bây giờ mình hội ý với nhau đi nào nha. Chọn ra một người mà các bạn nghĩ rằng hát không hay. Bắt đầu.
Bên đây vẫn chưa hỏi xong hả? Mời Trường Giang trước nè. Thưa anh Nghĩa, nãy giờ em xin hỏi là cái cầu số 4 là cô đang cầm cái gì trong sau lưng vậy? Cái bịch gì đó. À. Hồi nãy ổng làm nghề nuôi heo, chắc bừng đựng cám heo trọng. Đó là cái đạo cụ để anh chuẩn bị cho vòng đầu tiên hát một mình. Thì người ta đã chuẩn bị đạo cụ rõ ràng vậy, tại sao mình không mời hát luôn? Đúng không? Chứ để người ta cầm hoài tội người ta. Đúng rồi anh. Tại sao quý vị khán giả lại bảo là không? Tại vì đẹp trai hả anh? Nhưng mà Lộc với Yến có đồng ý không? Em đồng ý. Trời ơi, vậy thì còn gì để nói nữa. Khi mà ba người đồng lòng chọn số 4. Mời Trấn Thành. Dạ thưa anh, cái nơi mà mọi người thường ra vô sầm quất nhất, ngay trung tâm thành phố quận nhất. Như vậy các bạn đã quyết định chọn cô gái ở vị trí số 1. Xin mời anh chàng quận 4, số 4 hát trước. Động trời mà hát động lòng luôn. Có khả năng hát không hay là nhiều lắm luôn. Em thì em thấy là hát không hay ạ. Vâng. Theo như con thấy thì con thấy bạn này hát không hay. Tại vì nhìn ngồi từ đây nhìn cái ánh nhìn của bạn á, cảm thấy là hơi bị rụt rè. Hát được. Ban. Hát được không? Dương. Ngày mai sẽ khác. Lại thấy anh hàng mà. Cây rất xanh. Ngày mai sẽ khác. Sẽ lại thấy hàng cây rất xanh. Sẽ lại thấy ngọn gió rấn trong lành. Khẽ lướt qua tim mình. Ngày mai sẽ khác. Sẽ lại thấy chồng người rấn đông. Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng. Nắng khẽ rơi trên đầu. Và khi anh quang hôn chờ tân bóng đêm dần xuống nơi đây. Tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay. Chỉ hôm nay thôi. Xin cho tôi được buồn chút thôi. Khi mà ai bỏ đi mất rồi. Khi nỗi nhớ ngậm tràn bóng đêm hay trong lòng. Tôi chỉ hôm nay thôi. Cho nó mới buồn chút thôi. Cho nó mất này được cứ rơi. Cho con tim này cứ giá rơi. Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Cảm ơn em trai. Dễ thương quá. Chào anh Đại Nghĩa, anh Trường Giang và anh Trấn Thành. Và hai ca sĩ và hai khách mời. Em tên là Lê Công Ty. Lê Công Ty hả? Lê Công Ty hả? Lê Công Ty. Lên Công Ty. Lê Công Ty. Lê Công Ty. Công ty bao nhiêu tuổi cưng? Dạ hiện tại em là 22 tuổi. Đến từ Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và là học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Em học cái gì? Dạ kỹ sư ô tô. Kỹ sư ô tô. Dạ. Rồi cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chào tạm biệt em Công Ty. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn tiếp theo của cô gái vị trí số 1. Mời em. Hay rồi, cãi không à. Nãy anh chọn số 2. Hay chưa? Chồng là hát hay. Hay đó. Rồi. Nhạc hay là. Chưa có gì, chắc chắn. Bảo đảm luôn. Hay cũng xinh nữa. Hay. Hay rồi. Hay á. Em nghe giọng trong trong đấy, hát trong được. Trong trong nhẹ nhàng hát đấy. Hát được đấy. Mà bác ông là có hát hay không? Hay. Sao hay? Tại vì cái mặt này là mặt lanh. Dạ hay chứ. Con nhìn một cái là con đoán hay liền. Ừ.
Giới thiệu đi em. Em tên gì? Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào anh Đại Nghĩa, anh Trân Thành, anh Trường Giang, quý vị khách mời cùng toàn thể các anh chị đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Dạ, em tên là Bảo Ngọc, hiện tại thì em 24 tuổi và nghề nghiệp chính của em là chuyên viên nối mi ạ. Chuyên viên nối mi. Rất là tiếc, bởi vì một cô gái hát hay dễ thương đã phải chia tay với chúng ta sớm như vậy. Chúc em vui vẻ khi đến với chương trình ngày hôm nay nha. Ra về vẫn vui mặc dù bị loại sớm chút xíu nha. Một tràng pháo tay dành cho Bảo Ngọc. Và như vậy là đội của Trấn Thành đã chọn sai người ở vòng đầu tiên. Rút kinh nghiệm sâu sắc để qua vòng 2 nha. Rút liền anh, rút vòng liền. Vòng 2, vòng siêu diễn. Nói chuyện với hai người đàn ông. Alo. 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 Tôi muốn gặp anh. Tôi nghĩ mình có một số chuyện cần nói rõ ràng với nhau. Một là anh trả cho cô ấy sự tự do. Anh là anh yêu cô ấy cho thật lòng. Đừng để một mai tôi nhận ra anh làm khổ cô ấy chỉ vì yêu anh. Giờ tôi mới đúng là bạn trai của cô ấy, không phải là anh. Anh không có quyền gì. Một người bạn thân không thể nói, không thể xem quá nhiều vào đời tư của người ta. Cái gì vậy? Duyên quá, hai thằng có duyên quá Mê quá anh ơi, em mê tụi nó quá. Câu chuyện này khó giải quyết lắm, mời các em về. Trời, cái bài có duyên luôn thiệt á. Bài này của Nhất Chung sáng tác. Đây là bài đó. Câu chuyện của hai người đàn ông. Hai đứa nó ca hay luôn đó. Sao Tuấn Trần, nói anh nghe xem, em thấy sao? Tuấn Trần. Anh ST, anh nói đi. ST. Em đang nói mà. Anh nói đi. ST thì bỏ đi, mệt quá Trường Giang. Em thì em thấy cậu số 2 hình như là cậu là diễn viên hay là cậu có năng khiếu về diễn xuất á. Cậu điềm tĩnh mà cái miệng cậu có duyên lắm. Thì em nghiêng về cậu số 2 là chắc hát không được đâu nha. Đúng rồi, em cũng thấy cậu số 2, cậu số 3 lúc nãy diễn nè. Đó, hồi nãy lúc đầu em cũng nói là số 3 hát hay mà số 2 là hát dở. Cả hai bạn đều có cái nhịp. Lúc mà mấy bạn diễn tay chân này kia thì theo như em là một kinh nghiệm dancer thì em thấy là bạn có nhịp điệu. Nhưng mà em nghĩ đặc biệt là bạn số 3 luôn, tại bạn số 3 bạn kiểu bạn rất là tự tin luôn á. Bạn là phải hát dòng hay kiểu mà tự sáng tác luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn, phần nhép miệng tiếp theo, chưa biết là ai nha. Giống Buka thiệt. Giống thiệt, giống thiệt. Rất là diễn nha. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Nói dối. Ủa, vậy là vô chửi không á? Trời ơi, đây là một bài hát á hả? À, ừ. Ủa, gì vậy? Sao giống như bé nó ra nó sử giả, nói này nói dối xong đi vô vậy? Nó giống bù ca quá anh. Giống thiệt. À, nghe kêu mà. Em sửa lỡ ngang. Em sửa lỡ ngang. Vòng 1 nói bạn này hát giống Buka. Nhưng vòng 2 thì em sửa lời, em nói bạn này nhìn giống Buka thôi chứ nó hát hay. Hát hay à? Có nhịp á. Nhưng mà có mấy cái từ nói dối không sao ai em nhớ không được em. Có. Con thấy bạn này hát dở. Tại sao? Con cảm nhận như vậy, thấy nó không có được bắt mắt và được thu hút cho con cho lắm vậy. Còn Tuấn Trần. Em nhức đầu quá. Sao vậy? Sao mọi người biết được hay hay dở ta? Thì mọi người đang suy luận và suy đoán thôi. Tuấn, anh hỏi em từ đầu chương trình đến giờ em chơi bằng gì Tuấn? Em chơi bằng linh cảm, em tin mọi người. Thì em chơi bằng gì mọi người chơi bằng đó. Thì em hỏi gì vậy? Bạn này hát hay. Hay. Tại vì bạn, cái cách bạn hồi nãy ngân cái chữ nói dối á. Dối. Đâu có dài dữ vậy em? Không, thiệt, em nghe giọng dài á, em thấy có hơi á. Hát hay á. Có nghĩa là em hiểu ý của thằng Tuấn, có nghĩa là nó biết cách kéo hết cái chữ đó rồi mới thôi. À. Đúng. Chứ không phải là nhép cho có. Hay quá à, đồng đội tinh tế quá à. Em không thấy điều đó hả?
tầm độ tinh tế hiểu được mấy cái điều đó luôn á. Em chỉ nói hồi nãy em khẳng định bạn này là hát hay, tại bạn đứng dưới dáng gì nè, mới kêu là để hát cho nghe đó. Nó đồng tình mà nó làm cái thái độ y như dè biểu tụi em vậy đó. Còn gia đình Trường Giang thì nghĩ rằng bạn này là em là hy vọng của hát hay. Hy vọng hát hay. Hai bọn em nghĩ là hát dở. Không hay. Cảm ơn em. Tiếp theo, mời các bạn xem tiếp phần trình diễn của bạn số 6. Bà Juliet hát bolero. Rồi, cảm ơn ông Romeo. Úp mặt vô nách hát ai thấy miệng. Đi hết cái biên độ tinh thấu luôn mà vẫn chưa thấy cái miệng của bà luôn á, thiệt sự. Mà đã úp cái đó thì cái giọng chắc chua lắm, tôi nói thiệt. Hay nha. Hay. Em đoán hay nha, tại vì hay. Người ta giấu cái miệng người ta. Đúng rồi. Không hay. Không hay. 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 Chắc chắn hay. Cái gì vậy? Cái gì, cái gì? Bình tĩnh. Đừng có manh động, ngồi đi, chúng ta đều có cách giải quyết hết. Đừng manh động, đừng có làm cái chuyện chợ búa gì vậy. Ngồi xuống, đừng có làm cái chuyện chợ búa gì. Người ta đánh giá mình chết. Lộc ơi Lộc, con đang muốn làm hình tượng Ngọc Nữ, con ngồi xuống đi Lộc. Con nói lại chú. Thì đúng rồi, bây giờ con ngồi đi, con đừng có chợ búa vậy Lộc, đúng không? Bây giờ nói gì nói, mình phải nói chuyện đàng hoàng với nhau. Mình là những người văn minh lịch sự, đừng có gây lộn, đừng có chợ búa cái đó. Ngồi xuống, giờ muốn gì cá độ đi. Rồi, vậy là bây giờ ha. Vậy thì bây giờ là mình gài đồ ăn lại nha. Heo sữa quay. Heo sữa quay nè. Thôi heo sữa quay ăn mập chết, không được. Ủa chứ mình đâu có ốm đâu sợ. Bây giờ lá cái này đơn giản nè. Gần đây, cách đây là 300m. Tại xuống ở khu vực này, tới ngã tư quẹo phải có một chỗ ăn cơm tấm rất ngon luôn. Cơm tấm nha. Rồi, đồng ý. Là ý là em sẽ bao gồm những ai? Nghệ sĩ thôi. Bảy người. Ok chơi. Bé giờ nó mạnh miệng liền là tất à. Còn Thành là dẫn chai nước hoa nha Thành. Bảy chai nước hoa hả? Tự nhiên nước hoa cái hoa cơm tắm được. Ôi nước hoa nha. Tự nhiên cái anh tặng em nước hoa cái em tặng em nước mắm đâu được. Không được. Vậy nhỏ này. Thôi nó vậy giờ lọc đồ ăn rồi Thành đồ uống đi. Dạ thì ok bây giờ đãi trà sữa. Cái món mập dữ vậy. Cái món mà không ai dám ăn có muốn luôn á. Để tóc được rồi. Để tóc đi. Tóc nghe đi tóc okay. Nghe. Dạ rồi. Thưa quý vị, có một cái kèo mới đã được gầy ra tại đây giữa Lê Lộc và Trấn Thành. Nếu Lê Lộc thắng, con nghĩ rằng bạn này hát hay đúng không? Dạ. Thì Lộc con sẽ uống nước đi tóc của anh Thành. Dạ. Còn ngược lại, nếu Thành thắng thì chúng ta con chào cơm tắm nha. Okay. Rồi, tiếp bạn số 7. Mày làm cũng không được. Đây đâu có chuyện cho tao. Đồ của chú Văn Hải. Đây. Đồ nói gì nữa. Sống chung một nhà. Sao mà đứa thương ta đây. Sống chung một nhà. Sao mà máu trái không đau. Trời đất ơi, tội nghiệp nhỏ bị dù dập bị hành hạ. Rồi cái bà kia biết ba má ghẻ hay là gì nữa hà. Mà nó giữ thiệt dữ. À, cái bài này là bài con ghẻ. Cái bà kia là bài dì ghẻ. Cho nên hành hạ nhỏ này con chồng. Hất hủi nhỏ tan nát luôn. Không cho nhỏ quay mặt ra nhìn đời luôn. Cho nên không ai biết nó nhét miệng sao. Mà quan trọng là nhỏ này nó có ca không? Có em. Ở trong nó ca say đắm luôn. Bây giờ tới cái mức độ mà bây giờ nó còn cho mình coi lưng coi chân như vậy nữa thì. Em ơi, nhưng mà thật ra không phải bé nó muốn vậy đâu. Ai đến với chương trình này cũng mong muốn hướng cái mặt mình ra chống kính lấy nhiều chút xíu. Nhưng cái hoàn cảnh nó quy định cái bài hát lại vậy bị đuổi ra khỏi nhà. Thấy quay mặt vô quỳ lại và má ghẻ mình chớ. Đúng không? Chứ quay mặt ra chảnh mà còn quánh nữa. À vậy đó hả anh Nghĩa? Đúng. Anh là gián điệp của bà Nguyễn Thị Ngân. Anh đang nói tốt cho chương trình. Làm vậy để che đậy người chơi, che đậy thân phận mình. Đã thế thì loại. Quang Yếu, sao em? Lúc đầu thì em nghĩ là bạn hát hay. Nhưng mà sau khi mà bạn ấy diễn xong đấy thì em nghĩ là chắc là không hay. Tại sao vậy? Bạn ấy diễn có cái điểm gì sơ hở? Không, em thấy là chắc bạn đến với chương trình chỉ vui thôi, chơi thôi. Bạn ấy sợ quay cái mặt ở đây mọi người sẽ thấy bạn ấy giật nhịp. Cái đó là do chương trình đưa cái kịch bản bắt buộc bạn ấy phải như vậy. Em thì từ đầu em nói là cô bé này sẽ không hay và em cũng sẽ tin như vậy, không hay. Đúng. Em ráng gì
anh mà hát cho hay nghe chưa. Anh là cái người duy nhất ở đây thấy em bấu có nhịp đó. Em làm ơn làm phước, em đừng có làm anh bơ vơ giữa chợ đời nghe chưa. Vậy thì bây giờ chúng ta lại một lần nữa hội ý để chọn ra một người hát không hay. Bắt đầu. Mời đội Trường Giang. Thưa anh Nghĩa thân mến, thưa đội Trường Giang, có những cuộc chiến kéo dài mãi ngàn năm, nhưng cũng có những cuộc chiến chúng ta cần phải kết thúc để lòng người yên ổn và tiếp tục chương trình. Thế nên thứ sáu hả? Cơm cũng đã dọn ra rồi, giờ này là giờ bán. Cái gì vậy anh Giang? Anh ơi đừng cho bạn sầu sầu đi, em đi thôi, bạn đi hát thật thay mà. Tại vì bây giờ chúng ta đi mua về để sẵn, mình vừa chăm mình vô mình ăn là đúng giờ dọn cơm. Chứ còn mình để là cơm sẽ nguội, thịt nó sẽ khô. Đúng. Đúng không? Với lại lòng người sẽ nôn nao lắm, sống sẽ không tập trung. Đúng, sống trong lo toan. Cuộc sống sống trong lo toan là mình áp lực lắm. Có hiểu không? Vì thế cho nên hai bé nó không hài lòng lắm. Lấy đi. Sao anh lại ngồi xuống rồi? Ngồi xuống để chỉ cho thẳng đường. Số 6. Số 6. Số 6. Tại vì nếu mình không chọn thì bên kia cũng chọn thôi. À, thường thì những cái bạn nào mà dính vô cái kèo giữa những khách mời thì thường những bạn đó phải ra đi sớm, bởi vì lòng người cũng nôn nao không biết rằng ai thắng ai thua. Còn với đội Trân Thành thì sao? Thưa anh, đáng lý ra thì em cũng muốn ăn cơm sườn, nên em cũng muốn chọn số 6 để cho kết thúc cuộc chiến này chống danh. Thế nhưng đồng đội em đã hiểu ý, Trường Giang đã lựa chọn bằng số 6, nên buộc lòng em sẽ quay lại về với lại khu vực mà ngày xưa em đã rời bỏ. Đó là khu vực số 2 và số 3. Em có hướng là anh số 3 sẽ hay hơn là anh số 2. Em nghĩ vậy. Vậy thì ST. ST là thấy số 2 hát hay hơn số 3. Hai bạn. Nói mình gầy cái đội nó đi. Cá tiếp. Gầy cái đội em. Tại vì hiện nay chúng ta chỉ có cơm sườn và đi tóc, chúng ta còn chưa có những cái món tráng miệng trái cây. Dạ vâng, như bánh ngọt, bánh lăng, dầu ua, dầu ua, chè đó. Bánh lăng nhiều lắm, nhiều lắm. Trời ơi, chè sen yến chẳng hạn. Tuấn Trần, em nghĩ rằng bạn nào hát hay, nói lại lần nữa nè. Em nghĩ là bạn số 3 hát hay. Số 3, bạn ST nghĩ rằng bạn số 2 hát hay đúng không? Giờ cá nè. Cá nè. Em nghĩ là đồng đội với em và anh ST thì chỉ cần hai anh em mình thống nhất thôi. Ví dụ mà mọi người muốn ăn mình có thể mời mọi người mà, đúng không anh? Đúng rồi em ơi. Ê, em không đồng tình với hai đứa này nè. Nó đang tỏ ra là có học thức. Nó đi dạng như là nó đang tỏ ra là có học thức. Còn mấy anh muốn ăn thì tôi mua cho mấy anh ăn, với lại bị ghê vậy. Ý là nó thành, nó thành với em anh Thành. Tôi là cần mấy em bố thí à? Không có. Mình nghe chúng tôi là phải mang tục uống à? Sao Thành? Một đề xuất món gì Thành? Bánh lăng dầu ua chè sen yến. Bánh lăng với dầu ua đi. Dầu ua. Bánh lăng. Không ai chọn chè sen yến hết. Bây giờ quảnh tôi xì, ai thắng lựa chọn cái đáp án của mình sao? ST chọn số mấy là loại nè? Em chọn số 3 loại. Ok, Tuấn Trần chọn số 2 loại đúng không? Quảnh tôi xì. Tù xì đúng không? Em đã kéo nha. Trời ơi. Quảnh tù xì. Vậy theo ST đúng không? Yeah, loại số 3. ST thắng, mình theo ST loại số 3. Còn đội của Trường Giang là... Ghê quá. Xì. Số 6. Xin mời anh chàng số 3 hát trước. Bên cũng nhịp vậy, nên sợ nó cũng nhịp vậy. Vô. Theo như em là một
kinh nghiệm dancer thì em thấy là bạn có nhịp điệu. Nhưng mà em nghĩ đặc biệt là bạn số 3 luôn, tại bạn số 3 bạn kiểu bạn rất là tự tin luôn á. Bạn là phải hát dòng hay kiểu mà tự sáng tác luôn á. Nhưng mà khả năng là hai cậu này đều hát không hay hết. Tại sao? Ở gì vậy? Không đâu, số 3 không hay. Dễ gì mà tự nhiên giờ bạn Ngân mới xếp cho hai người hát không hay đứng kế nhau. Đúng rồi. Em cũng thấy cậu số 2, cậu số 3 lúc nãy diễn nè. Đó, hồi nãy lúc đầu em cũng nói là số 3 hát hay và số 2 là hát dở. Đó, tao có nhịp. Nhịp lắm. Ủa, rapper cũng nhịp vậy? Dancer cũng nhịp vậy? Vô. Em nói dối em đã quên anh lâu rồi. Em nói dối em đã quên anh lâu rồi. Em nói dối em đã quên anh lâu rồi. Vậy mà giờ đây chỉ riêng mình anh thôi. Bao yêu thương ngày nào người mang đi hết những ngọt ngào. Vậy mà giờ đây ôm cô đơn thét gào. Hay mà, hay mà. Thét gào. Anh nói dối anh đã quên em lâu rồi. Bao yêu thương người chào, bao yêu thương ngày nào giờ tan theo khói mây. Em yêu ai khác đây, chúc em tìm được một hạnh phúc mới. Đừng trông mong chi, những gì đã qua. Chẳng thể nào ngừng nghĩ đến em hỡi người. Không cần em, không cần ai mà vẫn yêu em dù cho quá nhiều. Và chờ từ ngày riêng đêm, anh vẫn chờ em cho riêng đêm. Sao cơ em giới thiệu mình cho mọi người biết nè. Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Trấn Thành, anh Trường Giang và những nghệ sĩ khách mời và các bạn khán giả đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay và anh Đại Nghĩa. Chào em. Dạ, em tên là Trần Tăng Thành. Tân Thành. Tăng Thành. Tăng Thành. Dạ, Trần Tăng Thành. Dạ, hiện nay em 25 tuổi. Em đến từ đâu? Dạ, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và em hiện đang làm YouTuber. Làm YouTuber là làm về gì hả bạn? Dạ, em làm về reaction và thử thách. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chào em nha, Tăng Thành. Cảm ơn. Vậy là trong cái kèo vừa rồi, người thắng là ST. Ủa? Em là hoa hậu năm nay hả mọi người? Hả? Không, không có đâu anh ơi, không có đâu. Tiếp theo cái kèo của mình là Thành. Yeah. À, kèo số 6 ngon hơn nè. Ngon à. Kèo số 6 là no nè. Này no à. Cơm tắm với lại nước detox này kia. Sai bị trưởng, xương bị giá. Sai bị trưởng. Mời em số 6. Juliet, em không sao đâu. Anh sẽ tìm bác sĩ cứu em. Chờ người đây, anh em hãy đợi em nha. Anh chờ người đây, ở đây anh. Hay nha. Hay. Em đoán hay nha, tại vì hay. Người ta giấu cái miệng người ta. Đúng rồi. Đúng hay. Không hay. Không hay. 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 Chắc chắn hay đúng không? Juliet, em không sao đâu. Anh sẽ tìm bác sĩ cứu em. Anh hay đó, anh chờ người đây, ở đây anh. Ngồi lại nhức trên xe. Ngồi lại nhức trên xe. Ngồi lại nhức trên xe. Nên trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thức thoát rơi. Muốn quên đi như phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mấy phen. Lòng trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gó sen. Trên sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ơi, về đây mang theo dấu yêu. Chia che cho nhau những đêm lạnh lùng.
Em giới thiệu về mình nào. Lời đầu tiên thì em xin được chào anh Đại Nghĩa, anh Trấn Thành, anh Trường Giang và bốn vị khách mời cùng tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Bích Kiều, năm nay em 20 tuổi, hiện tại em đang là chuyên viên thẩm mỹ ạ. Wow, giỏi quá. Thôi nhờ vậy đó mà mình bớt mập, uống nước điều tóc thanh lọc cơ thể. Thiệt. Để nó bảy đi ra máu, uống vô ra máu. Cảm ơn em gái, cảm ơn em gái. Tôi đến với chương trình hát hay lắm. Em xin cảm ơn. Chào tạm biệt em. Dạ thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng cuối cùng, vòng lộ diện. Đây còn 3 đứa em, số 7, số 2 và số 5. Bây giờ mỗi nhà mình sẽ có 30 giây phỏng vấn mấy em đó, để nghe cái giọng nói thiệt và mình đoán. Em mê số 7 quá mà. Mê số 7 không? Dạ. Vậy thì mời nhà em hỏi trước nha. Em hỏi. Bắt đầu. Nha. Hỏi nha. Số 7 tên gì vậy cưng? Dạ Linh. Linh. Em bao nhiêu tuổi rồi? 20. 20 tuổi. Thích ca môn gì? Bolero. Bolero. Oh. Nhỏ áo đen. Em mê ai? ST. ST, rồi. Loại. Cái gì? Cái gì cái quốc vậy? Số 2 em hát nhạc của ai? Bà Lát. Số 2 gì vậy? Dạ, anh Trấn Thành. Hết giờ. Loại, không trung thực, loại. Đâu, nhiều khi thích bài Cánh Hồng Phai của em thiệt rồi sao? Phải không? Thiệt. Đó, thấy không, gật đầu kìa. Thôi tính đây, sao, tính sao. Nhà Trường Giang, bắt đầu. Xin hỏi bạn áo đen là bạn đã từng hát bài nào của ca sĩ Lệ Quyên? Chưa. Chưa. Xạo, gian dối. Trời ơi ta. Hỏi đi cưng. Số 7 ạ. Em muốn hỏi là hỏi đi bạn tên gì? Linh. Dạ Linh. Trời ơi, tôi mới hỏi từ đầu luôn á. Tôi hỏi từ đầu rồi. Bây giờ đang làm gì? Hỏi lại nè. Bây giờ đang làm gì với số 7? Hỏi đang làm gì vậy? Hết giờ luôn. Hết giờ. Đó, lo cãi lộn với hàng xóm chứ không biết à. Tập trung đi. Không ngờ luôn á. Tại bà không có thiệt á. Không ngờ luôn á. Tôi có hát đâu, bà hát bà hỏi đi chứ mắc cười. Không còn cơ hội nữa, giờ mình hội ý với nhau mình chọn liền nè. Chọn liền một bạn hát với ca sĩ gà nhà của mình. Bắt đầu. Bà chọn đi, bà hát. Thấy anh số 2 đứng ngồi nhép theo cái này nè. Số 7 đi, số 7 đi. Nghe giọng bạn số 1 đầu tiên nè, em nghĩ là bạn cũng nói hay á. Số 7 đi. Bên kia thì phải chọn, bên kia phải chọn số 2 rồi thì hát nhạc nam. Số 7 đi. Hết giờ. Mọi người nghĩ sao? Bé Linh 20 tuổi. Rồi công chính giữa phái nhạc Trân Thành. Rồi con bé bản sao của Puka kia thì mê ST. Số 5. Số 5 bảo đây. Trời ơi. Quang Yến. Thiệt. Thiệt. Nghĩ sao? Nói lên suy nghĩ của mình. Em quyết định chọn số 7. Đó. Yeah.
tại em nghĩ là sắp tới hát cái bài đấy cùng với em sẽ rất là hay. Giọng đúng, rất ngọt. Đúng, đúng. Đúng vậy. Giọng rất ngọt. Đúng. Hay. Rồi, mời hai em vào trong chuẩn bị. Em trai, em mê Trấn Thành phải không? Tiếc là không ai chọn em hết. Thôi giờ mình hát cho mọi người nghe nha. Mời em. Hay đó. Mặt buồn kìa. Buồn đấy. Trông bạn như muốn khóc á. Rồi. Thì em nghiêng về cậu số 2 là chắc hát đi không đi. Được đâu nha. Bạn này có một loại gương mặt sẽ mang đến những niềm vui khi bạn hát. Con nghĩ là anh này hát dở nha. Theo như em là một kinh nghiệm dancer thì em thấy là bạn có nhịp điệu. Gió rét đang về. Gió xin chào anh Trấn Thành, xin chào anh Trường Giang, bốn vị khách mời và anh Đại Nghĩa ạ. Và cùng các vị khán giả ngồi đây ạ. Em tên là Mạnh Duy. Mạnh Duy. Hiện tại thì em đang kinh doanh quán cà phê. Nhiêu tuổi rồi Duy? Dạ, năm nay em 30 ạ. Cảm ơn em yêu. Cảm ơn em đến với chương trình. Chúc cho quán của em mua may bán đắt. Hy vọng vào đội Trường Giang đó đúng. Hoàng Yến. Nãy em chọn em số 7 đúng không? Dạ. Mời em hát với Linh. Hy vọng là có niềm tin nhiều hơn là bạn này hát hay. Anh nghĩ con này hát không hay. Bạn này hát hay đó. Dù chưa biết đi, dù là em sắp phải nghe sự thật đớn đau, thì em hứa không trách anh đâu, dẫu lừa lời. Anh nói thử xem, anh nói thử xem, anh nói thử xem.
xưa ấy đã qua mất rồi. Ngày anh không ngại mưa nắng khiến em yêu đời. Có lẽ tôi thôi mình anh là một người con gái khác. Em chưa biết nhưng em giờ mình không nghĩ ra. Nên hôm nay em rất muốn mình đứng trước Hoàng Yến. Trời ơi, hát xong rồi xin lỗi em dễ thương. Trời ơi, không có gì đâu em. Có trời gì ơi. Đâu, trời ơi. Đến đây cái chuyện mà hát hay hát dở là chuyện bình thường. Đúng cái rồi. Điều quan trọng là nhiều khi mình hát không hay mà mình vẫn can đảm mình lên đây mình hát cho mọi người nghe. Quan trọng là cái câu chuyện của em là gì, tôi muốn biết. Rồi, bây giờ trước tiên thì anh mời Yến về chỗ. Cảm ơn em cái đã. Em tên là Lưu Linh Sang, tên thật của em là Trần Duy Linh. Bây giờ em đang 19 tuổi. Công việc hiện tại của em là người mẫu ảnh và diễn viên tự do. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn anh đến với chương trình ngày hôm nay và chúc cho những dự án của em năm sau sẽ được thành công và được khán giả đón nhận nha. Chào tạm biệt. Cảm ơn bạn. Bye bye. ST, bây giờ đến phần trình diễn của em với sự lựa chọn cô gái số 5. Xin mời. Trời ơi, bạn đứng yên luôn kìa. Có bao giờ mà trời đang mưa mà em lại quên mang gì? Có bao giờ vì nặng em mang mong chờ ai đó giúp em? Có bao giờ một mình cô đơn nỗi buồn tìm đến mỗi đêm em về? Chỉ mong một người ở cạnh bên nghe em thở than. Nó ca cỡ buca. À, ca cỡ buca đó. Hát hay đó. Bạn hát vui lắm. Vui. Hả? Vui lắm. Em thấy hay mà. Nói bạn này nhìn giống buca thôi chứ nó hát hay. Con thấy bạn này hát dở. Bạn này hát hay. Tìm đến mỗi đêm em về, chỉ mong một người ở cạnh bên nghe em thở than. Anh sẽ quay ngoài nói cười.
xa nhưng rất gần. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Tuyền vây kín làm em chẳng thể cho mình những con đường mình từng mong ước, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Có bao giờ một ngày anh đến em lại tìm cách để cho duyên tình khiến con tim mình một lần nữa mà mau thở thả. Ai sẽ lên đường phân tiền cho ngày em hết vũ trang, anh sẽ là mây bay xoay khó khăn để nụ cười em tươi tan. Trời đang mưa, một trận trời đen kéo che đầu. Để khi đêm về, em đã có ai để nói cười. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất xa. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Kế bên em, đừng lo nhé vì anh ở kế bên em. Yeah. Chúc mừng ST chọn đúng người hát với em cái bài này. Cái bài này khó hát chứ không có dễ đâu. Nếu mà chọn không đúng người một cái là khó vô cùng luôn. Bài này ai sáng tác vậy? Đây là một bài của Andy Nam Trương. Nói thiệt nha ST, đây là bài hát anh thích nhất trong sự nghiệp của em. Cảm ơn em. Rồi, mời em về chỗ nào để mình làm quen với cô bạn này. Nè, em biết cô gái này nha, em biết từ đầu rồi đó. Em biết ở đâu, em biết sao? Đó, em xem trên thông tin trên mạng đã biết. Em tên Elena đúng không? Dạ đúng rồi. Elena. Elena dạ. Em ở trong nhóm nào, em giới thiệu cho mọi người biết đi kìa. Dạ, xin chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang, bốn vị nghệ sĩ khách mời và các vị và các bạn ở trong trường quay. Em tên là Nguyễn Lê Thùy Ngọc, nghệ danh là Elena và em hiện đang là thực tập sinh cho một nhóm nhạc đó là SGO48, nhóm nhạc đông thành viên nhất Việt Nam. À, hôm bữa cũng có một bạn tới đây trong cái nhóm đó, nhóm 27 người phải không em? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ 27 người chia ra mỗi người vô một số hay sao vậy? Bữa có bạn rồi đó. Chứ bây giờ 27 người chung số không chung đủ chỗ đứng. Hôm nay em đã có một cái phần trình diễn rất là thành công cùng với ST. Chúc mừng ST. Yeah, cảm ơn bạn rất nhiều. Mời các em chúng ta lên đây nào. Kiss Bang và Hoàng Virus, Thiên Hồ và Mai Thú Chủ. Đang nói là em đi chơi với anh Đức lần hả? Hả? À. Chơi. Trong lòng nghe như cô quanh Thiên Hồ hả? Dạ thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay sau chương trình này anh em nghệ sĩ tụi em được chầu cũng no nê. Vừa có nước rửa tóc uống rồi còn vừa có bánh flan ăn nữa. Cảm ơn sự hào phóng của hai anh em Tuấn Trần với lại Trấn Thành nghe. Chúc mừng hai em gái có mặt ở vòng đặc biệt. Mỗi em sẽ nhận được số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Còn với ST lựa chọn chính xác mang về số tiền thưởng 50 triệu đồng. Wow. Hoàng Yến, chúc mừng em. Bữa nay em gặp được thần tượng của mình. Đây. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Ai Dòng Ai xin được phép kết thúc. Xin chào tạm biệt.